Trong chương trình thì em xin được mời tiếng hát ngọt ngào của một người chị. Xin được mời ca sĩ Mỹ Oanh sẽ đến với sân khấu của chúng ta. Và một tràng vỗ tay để chào đón ca sĩ Mỹ Oanh thưa quý vị. Dạ vâng chị, ca sĩ Trịnh Phương Phương của em ơi, chuẩn bị giúp em nha. Lên Phương, lên mấy em ơi, lên mình quẩy bữa cái đã cái này. À, vâng, và tiếp nối chương trình sau bữa tiệc hôm nay cũng xin gửi đến tất cả các anh chị một ca khúc được mang tên Bên Nhau Đêm Nay, xin về cùng nghe ạ. À, xin mời cô dâu. Bé Nhi. Oh,
Phương lên sân khấu Hiếu Phương ơi. Lớn lên rồi làm bài nữa cho quậy. Phương lên Phương ơi.